dùng bàn phím hay là dùng ấy anh, dùng cái chuột kia, cái bút bàn phím đấy kia. Ở dạy lý thuyết gì? Thế thì em nhìn thấy này, bên tay trái mình là các công cụ này. Bên này là các cửa sổ. Đấy, cũng giống như nhiều phần mềm khác thì các cửa sổ này nó có các tính năng khác nhau. Mỗi một lần anh kích vào một cái công cụ thì cái cửa sổ thuộc tính nó thay đổi theo nhá. Chứ không phải là lúc nào nó cũng làm giống nhau cả. Anh kích vào chổi hoặc là kích vào những cái con dấu hoặc là chữ thì thuộc tính nó trên nó thay đổi, được chưa? Em nhìn thấy chưa? Đúng rồi, em thấy rồi. Máy của em thấy không? Đầu tiên em đặt cho anh phần tham chiếu để đặt những cái tính năng cho nó tốt. Đấy nha, em đặt vào đây. Ok chưa? Được rồi, được rồi. Vào edit. Chọn vào edit nha. Rồi. Chọn này nha. Rồi. Trong phần tổng quan thì em nhìn vào đây nó mình không thay đổi gì, mình sang phần chỗ open nhá. Yeah. Phần này open GL rồi. Em vừa chọn cho anh phần smooth texture là để cho nó mượt nhá. Yeah. Rồi. Render thì em chọn nó mà của em mà không chọn thì em chọn hết cho anh. Chọn tích hết à? Kích hết 3 cái trên. Rồi, ok. Yeah. Rồi, tiếp theo này. Ở chỗ phần này thì không cần chọn một nha, để anh chỗ phần này thì em chọn vào đây. Phần cuối. Rồi. Deformation nha. Đấy. Rồi, phần này thì chúng ta để nguyên. Rồi, anh nhấp OK. Tiếp theo là anh đặt shortcut là phím tắt. Phím tắt nhá. Rồi. Thì em nhớ cho anh này. Em chỗ này là con là cái kính lúp. Thì đầu tiên anh chọn là chổi. Chổi. Đơn nhỉ? Từ vào cái phím tắt lại vào nút vào phần. Đâu từ phần nào đây để thấy đây. Không. Em không chưa ra cửa sổ này à? Chưa. Em chọn phần keyboard shortcut cuối cùng. À rồi, ok. Nhá. Rồi. Em chọn cho anh là phần chổi. Chổi có tên tiếng Anh là brass. Đánh như chữ Anh. Đấy. Em chọn brass tool. Đây. Brass cái gì nhỉ? Brass tool là gì? Đây. Từ blood. Đây thì đánh chữ là đánh cái này vào đây rồi đánh chọn vào đây. Thì cái này mình chọn phím tắt. Mình sẽ xóa cái nút này đi, mình chọn phím B thôi. Thì khỏi Alt B, đây cũ của nó là B, Alt B. Là phím Alt và phím B thì ra B nhá. Nếu em không thích thì em để nguyên. Được chưa? Em nó là AB rồi, chỉnh thành kiểu gì được? Chỉnh thì em xóa, em chọn B thôi, em ấn chữ B vào. Được chưa? Ấn chữ B vào, thay thế, em chọn Replace. Đấy, ok nhá. Rồi, tiếp theo là con tiếp theo em tiếp tục em search vào đây, em chọn Light Tool. Light Tool là bút vẽ đường line. Đấy, Lightroom nó đang là an và cộng với cái phím ngoặc này thì em chọn hẳn cho anh nút C đi để cho nó tiện trên bàn phím. Em xóa đi nhá, xóa này. Rồi. Em chọn chữ cờ cho anh, chọn chữ Replace cho anh. Rồi. Tiếp theo là cái nút chổi sơn là pen. Pen thì lúc này em chọn vào đây, em lại chọn lại cho anh đấy. Em chọn là pen là chữ B. Pen là sơn. Pen. Pen.
Bây giờ để lên chu nhỉ. Rồi. Em xóa đi, em đánh cho anh chữ bờ. Chữ bờ thôi. Bờ. Chọn gì lên nhá. Ok chưa? Rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ này, trong đây có hai cửa sổ tab, hai cửa sổ. Cửa sổ này là cửa sổ cam camera để mình có thể điều khiển chuyển động ấy, còn cửa sổ logwing là cửa sổ vẽ. Em hiểu chưa? Được. Cửa sổ vẽ thì em bật cho anh cái nút bóng điện lên. Bóng điện này. Rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ anh nói tiếp này. Phím số 1 là thu nhỏ. Em chọn phím số 1 là thu nhỏ. À vâng. Phím số 2 là tăng lên. Được chưa? Rồi. Đó là
Của em tiếp vào mục nào nhỉ? Xem nào. Sao của em kích kích vào mục em phải chọn cái nút loa wing là nó ở đây. Rồi em đây. ấn vào cái nút này cho anh. Đây là nút anh chỉ lại cho em này. Nút đầu tiên đây. Rồi em ấn vào rồi. Ấn vào rồi, được chưa? Rồi. Nó sẽ có ô đầu tiên để em vẽ đúng không? Của em kích vào hồn đấy thì nó hiện dấu stop vậy. Không, đừng ấn vào nút này, đừng ấn vào nút màu xanh này mà ấn vào nút này. Đúng rồi đấy, em ấn vào cái đấy nó kiểu gì đấy em. Rồi, thế em ấn vào cái ô đầu tiên nó chưa nổi như này thì em ấn 3 phím này cho anh. Phím nào nhỉ? 3 phím. Ấn 3 phím này nhá, anh ghi này, ấn 3 phím. Cộng với R nhá. Rồi là nó sẽ xuất hiện cái ô ô để ta vẽ. Rồi bây giờ mới hiện này. Rồi đúng chưa, anh cho đúng phím tắt chưa? Đúng rồi. Ok nhá. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm ngược lại này. Anh undo lại để về cái con khỉ nhá. Em cứ nhìn anh làm cái đã. Rồi. Rồi được chưa? Rồi. Thế thì con khỉ này là một cái con mẫu. Sau đó thì em vào trong Windows, em chọn cho anh cái nút có tên là Onion Skin. Được chưa? Rồi. Nếu ô mà ngắn thì nó chuyển động nhanh, em hiểu chưa?
Được rồi, anh hiểu. Rồi bây giờ đến đây anh lại Alt Shift R để thêm một cái nữa. Được chưa? Rồi. Rồi. Đấy, bây giờ anh lại ấn F5 cho chạy ra đây. Bây giờ anh cho con khỉ này đứng lên. Được chưa? Anh lại cho nó đứng lên. Đứng lên ở vết này. Đấy, nó đứng lên. Quay đầu ra sau chẳng hạn. Được chưa? Được. Rồi cái đuôi nó lại lên này đúng không? Ví dụ như thế. Thế thì ba cái hình thái ở đây khi mà anh tắt cái này đi thì em nhìn thấy, ví dụ anh cho nó chuyển động. Ví dụ em cho nó chuyển động, anh cho nó chuyển động nhé. Rồi, bây giờ em nhìn này. Đấy, tức là em nhìn thấy là con khỉ nó đã chạy như này, đúng không? Đấy, nó đi như này. Đấy, rồi lên đây, rồi ra đây, đúng không? Rồi. Đây, anh cho nó ra một đoạn dài đến đây. Đấy, ok chưa? Rồi. Thế bây giờ nhé. Ví dụ một hành động nó từ đây đến đây, anh copy từ đây đến đây, anh nối thêm vào cho nó hành động lặp đi lặp lại, em hiểu chưa? Anh sẽ bôi bôi đất, anh chọn copy, ok chưa? Rồi. Rồi anh cho nó đây, anh dán control. Bây giờ anh lại paste nó vào được không? Đấy thì nó chạy đến một đoạn dài cho em đến đây, ok chưa? Rồi. Bây giờ em nhìn nhá. Đã hiểu ý của anh chưa? Rồi. Nhá. Còn đây là mình vẽ mẫu, xong rồi mình bắt đầu mình mới copy một lớp phía trên mới là cái lớp thật, em hiểu không? Chú hiểu ý anh không? Rồi. Em chọn là bitmap để mình tô màu. Đấy, lớp thật rồi. Thế thì trên lớp thật lúc này em cũng xác định vạch nó đến đây. Em sẽ dùng màu của nó em tô, được chưa? Rồi. Đây màu thì ở đây em có bảng màu, anh chọn bitmap này em có bảng màu, thế thì em tô cho nó, ví dụ con khỉ này là lông đỏ chẳng hạn. Đấy, thế còn kích thước của chổi em tăng lên, nó độ mờ của chổi đây như Photoshop thôi, em hiểu chưa? Rồi, rồi. Đấy, ví dụ như đến đây là lớp thật nhá. Xong tí nữa Rồi. mình mới xóa cái lớp giả dưới đi đúng không? Chú hiểu ý anh chưa? Rồi. Đây là đuôi của nó, chẳng hạn đuôi nó đây.
Rồi ok, cái đấy thì em biết chọn rồi. Anh cứ lấn đi. Ok chưa? Rồi. Xong đến sang đây. Sang đây thì ta lại vẽ con này. Đúng không? Đấy, ta lại phải lên cái trên này. Em hiểu chưa? Rồi. Đến đây em bấm F5 đến đây nhé, để nó bằng đến đây. Xong đây sang đây thì là cột khác, đúng không? Đấy, sang đây là nó lại là cột khác. Thì cái con khỉ lúc nãy nó là màu đâu này? Đấy, thì em vẽ cho nó màu đâu này. Mới thì là phải vẽ màu gì lại? Không, vẫn màu đấy, em có thể quay về em nhìn màu. À. Ừ, quay đi, em chỉ nhấp sang đây em nhìn màu thôi, đúng không? Nhấp đây là con mới đúng không? Nhấp đây là nó đúng không? Chú hiểu chưa? Rồi. Đúng chưa? Rồi. Thank you.
mình tô ra mình làm cho nó to đẹp hơn đấy, ví dụ như thế. Ở chỗ này anh cho bụng nó màu nhà, lát nữa ta ẩn cái lớp kia đi là mình có kịp hoàn chỉnh nhé, hiểu không? Được. Không quan trọng cái đấy, ừ. Ok. Rồi cho cái tai nó, nghĩa là mình học đấy, mình học học cái
Nói chung mình vẽ cái này là thể loại nhân vật mình gắn xương, là mình muốn chuyển động, mình không phải vẽ từng hình một phải không anh? Người đánh nhau phải vẽ từng từng hình chuyển động một. Rồi, cái em rồi. Anh vẽ xem cho ta. Anh cứ cứ giảng đi. Rồi anh cứ rồi em hiểu cứ giảng đi. À thằng con em nó gái ngủ.
vector thì là không phải đồ họa, vector là vẽ sắc nét, là vẽ theo kiểu đường biên nó mới vector. Anh gọi là rơi vào ngã chẳng hạn. Đấy. Ok chưa? Được. Thank you.
rồi anh ơi. Đây là màu xanh đậm của lá cây.
Rồi, bảng màu thì chắc là ok rồi. Mềm dẻo hơn, nó tự nhiên hơn.
nghĩa là nó đen chỗ hơn. Còn nếu mà cái kia thì nó là cứng cắt, tức là những cái phim mà em xem trẻ con bây giờ chúng nó làm, chúng nó lợi dụng về cái sự nhanh, tức là xương sống nhanh thì nó phim nó cứng nhắc. Ví dụ em vẽ một thằng đang ở dưới nó nhảy lên bàn, nếu mà em vẽ bằng chi tiết bằng cái này thì nó nhảy lên bàn rất là đẹp, còn cái thằng kia nhảy lên bàn trông rất là xấu. Hoặc là những cái hành động, có phim thì nó chẳng quay được đằng sau, nó cứ quay ngửa đấy. Đấy, thế thì anh có nhiệm vụ là dạy cho em từ tất cả từ cái nhỏ cho đến cái lớn. Ok không? Được. Em thấy lý thuyết anh nói thế chuẩn chưa? Ok. Đấy. Thế thì tối nay em ở em sẽ ở học cho anh, học kỹ cho anh phần này. Nhá. Rồi. Học kỹ anh thì không cần em phải nhanh mà em chỉ cần kỹ cho anh. Em làm một cái lớp mẫu, sau đó em vẽ từng khung một. Sau đó lớp thứ hai thì em tỉa tót. Lớp thứ ba em hoàn thành. Ok không? Rồi. Nhá. Ok. Hoặc là em có thể vẽ những cái con cá, con kiến nó đâm đầu vào tường hay là nó đâm đầu vào đâu ấy, nó nát bét đầu chẳng hạn như thế. Thì nó em xem cái phim, nhiều phim hoạt hình ngày xưa ấy, hoặc là mới đây cũng có, thì nó uyển chuyển lắm, nó không kiểu thô đâu. Đấy, nhưng mà mình phải kết hợp cả cái này lẫn cái gắn xương, em hiểu chưa? Được. Đấy, gắn xương là kỹ thuật cuối cùng. Em nhớ cho anh là bật cái nút này lên nhá. Cái nút này. Đấy. Để mình biết được cái vết của nó, em hiểu chưa? Rồi. Đấy, anh sang đây là khúc khác rồi. Thì cái vết cũ nó vẫn hiện lên để cho em nhìn vào đấy để em căn tọa độ. Rồi. Ok chưa? Ok. Rồi, bây giờ anh nói một cái cuối cùng nữa nhá. Cuối cùng của bài học này. Cái cuối cùng là ta xoay màn hình, xoay màn hình để ta vẽ. Trong lúc vẽ em có thể ấn Ctrl An để xoay cái màn hình nghiêng đi em vẽ. Em hiểu với anh không? Ctrl và An chuột xoay, bút xoay. Rồi, xoay cái có tác dụng gì vậy? Xoay để mình vẽ cái nét bút theo hướng xuôi, có nghĩa là nhiều lúc em người ta vẽ, bọn họa sĩ nó vẽ trên giấy, nó phải xoay giấy, em hiểu chưa? Rồi. Đã hiểu ý anh chưa? Rồi, cho thuận tay. Cho thuận tay, có nghĩa là mình vuốt nó ra đằng đuôi, kiểu tóc chẳng hạn. Thì mình phải xoay để cho mình vuốt cho nó chuẩn, em không? Không có ngược. Đấy, muốn trở về thì em cần Ctrl Shift C. À, thế là trở về đấy anh ạ. Trở về nhá, cần Ctrl An. Bây giờ vào đây, hai anh em mình vào đây shortcut này, chọn là rotate. Đây, chú hiểu chưa? Rồi.
Click à? Vâng. Rồi, ok. Ok, đấy là cái công cụ quan trọng nhất để tăng thu nhỏ phóng to này. Rồi kích này. Đấy, anh xoay. Anh xoay là để anh vẽ thuận tay, em hiểu chưa? Rồi. Nhiều lúc cây mình phải vuốt ngược hoặc là tóc mình vuốt ngược. Đấy. Chứ không phải lúc nào mình cứ để ngang này mình có ba, em hiểu chưa? Rồi.
em chọn dần vào đây, em chọn vào đây nhá. Rồi em đặt tên nó là màu 1 chẳng hạn. Ok chưa? Được. Rồi xong rồi em lại vào đây, em lại ấn phát nữa, em chọn màu 2, bộ thứ 2. Ví dụ em muốn vẽ mà em không phải bấm nhiều thì em có thể liệt kê ra đây chẳng hạn. Được. Rồi em ấn tiếp màu thứ 3, em chọn ra màu chỗ này. Đúng chưa? Được. Rồi em tiếp màu nữa, em ra chỗ chỗ đậm hơn chẳng hạn này. Đó, em lại cộng tiếp. Thì cái bộ màu này nó sẽ lưu ở trong cái bản vẽ này. Lần sau em mở nó vẫn hiện ra như thế. Ok không? Ok. Tuyệt vời không? Rồi lên đây. Nhá. Rồi. Đấy, đấy là lên đây. Xong rồi em cứ chọn cho nó hợp lý thôi. Ví dụ như là em cần vẽ da người chẳng hạn thì em chọn chỗ này. Đúng không? Được. Rồi cái chỉnh ngòi thì em cũng đã đóng được nghịch rồi.
Em thích cháy đến bao lâu thì em cháy. Mà em muốn thích thu nhỏ thì em thu nhỏ. Đây. Đây bây giờ anh thích thu nhỏ này. Thế thì thu nhỏ này. Cái hiệu ứng thì không cần phải dưới xí xiết kia đâu nhỉ, cần di chuyển chuột ra cái thanh đấy là được không? Ok. Ok nhá, anh phải giới thiệu thêm một thằng nữa nha, rồi mai em khám phá sau.
Ok. Đấy, học thế để mình hiểu ra cho anh cái bài. Bây giờ anh cái bài này lên YouTube nhé. Rồi ok anh mà.